Của cậu mợ 10 để đi đúng giờ nha các bạn. Các bạn hãy cùng xem cái cách đúng giờ của người miền Tây nó sẽ như thế nào nha. Đây, siêu nhí sẽ đẩy mình qua sông các bạn. Đây là con trai của cậu 10 nè. Đẹp trai thiệt là nhức nách. Điêu luyện chưa? Thưa cậu 10. Có người hái hả cậu? Ừ. Ai nắm ghê cậu? Ừ. Cậu hả? Để chị Quý chị nắm cho. Ừ. Giờ nay vô chụp quá cậu mười. Năm chục ngàn hả? Ừ. Đó. Bắt thang qua sông luôn mà. Này có cái thang bắt lên nè quý vị. Nó mình leo lên thang. Mình cắt mình buộc quần giường mình thả xuống hả cậu ơi. Nhỏ con leo nó mới nhanh hả cậu ơi. Đó, chị Quý sẽ sẽ cầm dây nha quý vị. Đó, bắt thang quay qua sông luôn nè. Điêu luyện chưa? Cái đó mà đưa con chắc gãi cái thang, tội nghiệp cái thang chứ. Đi sao mà nhỉn nè. Cây cầu nào đâu? Ủa cây dừa nào đâu? Cây này hả? Cây dừa nó ít trái mà. Tên gì anh? Tên Dư. Tên Dư hả? Em tên Như. Rồi sao đem dây lên hả? Đó. Quý vị hãy xem cái cách mà người miền Tây mình hái dừa như thế nào nha. Đây là cách thủ công từ xưa tới giờ. Có khi nào luôn bay lên cậu. Đầu tiên anh Dư sẽ buộc cái sợi dây vô cái bùng dừa. Sau đó lấy cái lưỡi hái dắt trong quần ra. Cắt dừa. Đó. Cái người cầm dây phải mạnh. Có con trái à? Yeah. Đúng không? Đó,
Rồi ai xác định cái đó đi. Đó. Chị Quý bữa nay đi là chỉ đi cầm dây được luôn á. Tôi phái vậy được không? Cầm dây vậy là được rồi ha anh. Anh Dư dắt cái lưỡi hái nhìn điệu nghệ quá. Buồn nhiều lắm mà cậu. Hai buồn hả? Nữa luôn hả? Thọc vừa phải vừa rửa luôn cho người ta mới được chứ. Thì vòng qua một nhánh, anh Dư tiếp tục móc cái lưỡi hái trong quần ra, cắt buồn dưa. Đó, từ từ thôi chị Quý, nhẹ thôi. Bảo. Đó. Có nặng không chị Quý? Không. Ủa sao kỳ vậy? Em nghĩ phải nặng chứ. Kỳ ta. Vậy lúc kia là như thế nào? Lúc kia là như thế nào? Lúc này là sao? Kéo này ra. Thôi vậy ta kéo này thật ra, ta kéo này còn sướng hơn nữa. Ừ. Vậy là nó nghĩ ra kiểu khác để nó đài đọ chị đó, chị biết không? Rồi, tới cây kế tiếp. Trời ơi, ra lăng thấy sợ không? Từ từ thôi, cái chân trúng mặt. Rồi, đi tiếp chú ơi. Ôi, mấy cái gì vậy? Chị móc quần ngươi ra. Bậy bậy nữa, quá bậy. Quần ta đồ móc bà nội. Ừ, chết luôn, nổi tiếng luôn à. Vừa này hái vừa xiêm mà vừa khô luôn hả Dư? Còn buồn bên kia, mấy cái buồn bên kia thấy hình như khô mà. Vậy hả? Nữa không ai nữa, nữa. Còn nữa, còn nữa. Ngày vậy là thọc được có nhiêu anh Dư? Trời ơi chú cha. Bà ơi. Ông leo vừa riết, ông ốm nhơm nhách luôn quý vị. Chụp vô cưng. Dạ. Lụm vô bảo. Trời ơi. Có rớt nào lụm. Cho, đâu có rớt đâu. Để vô cái vô để lụm thôi. Thấy chưa? Tôi nói mà. Thả hắt sâu tiếng rồi. Thôi biết chết cái gì. Móc ra hôi hôi chết gì lâu lắm. Chú ý á. Kéo hai ba vô. Vừa sim vừa sim mà 50 hả 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 cậu mời. Con vừa khô. Con vừa khô mình nhân chục cậu. Có ba ấy rồi nghe nói kia có 30.000 à. Để hả? Dạ. Còn nó thọc thành còn có 20 mấy ngàn. Dạ. Kéo đi. Đâu có đưa. Đó sau khi mà thọc vừa xong thì cậu mời sẽ đi gom. Gom thành đống vậy bắt đầu đếm một chục là bao nhiêu trái cậu mời? Một chục 12 trái nghe quý vị. Gom vô thành đống rồi đếm. Đếm là ghe người ta tới hay sao cậu? Dạ. Mình lòi ra ghe lớn người ta chở vô đi. Dạ. Mình phải lòi ra chứ không phải người ta vô hả? Ừ, ghe nhỏ. Mình khi mình lòi ra vậy thì mình thì tiền có tính lên không? Không, kêu mình ghe nhỏ mình lòi ra ghe dạ. Giao tới ghe lớn đi Sài Gòn á. À vậy là cậu mời đi gom của người ta luôn hay sao? Ừ. À. Cái buồn này hơi bị bự à. Ủa có ba trái hả? Buồn con tử đâu, buồn kia. Dạ. Này kéo đi, đi. Mẹ nó nhiều quá. Vậy vừa xiêm á, nó mắc hơn vừa khô. Vậy mình bán vừa xiêm mẹ rồi để vừa khô lâu không cậu? Vừa lâu mà vừa rẻ nữa. Rồi cậu móc vô. Nó rẻ hèn chi con đưa nó chèo ghe đi vừa nổi lên bền không ai lụm trơn trời. À đơn quên cái đẩy nguyên hàm hàm luôn. Đúng rồi. Cái này nặng à Dư ơi. Nhẹ không có nặng không? Không được. Trời ơi, ổng leo lên luôn kìa quý vị ơi. Con khóc phải leo chứ. Ủa tại sao xuống hạ xuống vậy mà nó không nặng ta? Phải nặng chứ chị Quý. Sức nó nặng phải bằng cái bùn dừa chứ. Thấy không nặng. Kỳ ta. Vậy đi mấy người đi kéo dây cũng khỏe. Phải hạ cái bùn dừa từ đó xuống không nghĩ nặng chứ. Đó buồn dừa từ từ rơi xuống quý vị. Cũng nặng thấy bà luôn á chứ ở đó. Chuyện. Đây cũng là một bí quyết để giảm cân đó quý vị. Từ hôm nay là mỗi khi rảnh rỗi là chị Quý đi kéo dây.
ăn cho nó giảm cân. Đu lên luôn chú Quý. Thôi vậy xuống, sao Quý không thả cái sợi dây đó ra? Sao anh còn? Còn nữa hả? Cái gì con vừa biểu diễn đi qua cầu thang à? Đó. Anh qua được chứ tôi qua chắc gãy cái thang quá. Gãy không anh? Dạ, chị Quý qua đi chị Quý. Em nghĩ chị đi cầu cao dám mà được hơn à? Lấy cái cây chống đi quay cầu cao. Dám đi cầu này không? Vì coi chị Quý biểu diễn nè. Đó, quăng cái nụ dây vô bển đu qua. Ngồi xuống, bò qua. Trời ơi. Chị đi vậy ta cười chị biết rồi bao nhiêu. Kệ, lấy cái cây chống rồi đi. Đó có cái sào ở giữa đó chị. Ông thương cháu ổng thấy sợ không? Sợ cháu ổng té, cấm cho cái sào. Qua chứ. Trên thì bờ, ở dưới thì mưa ngứ mấy bạn. Thả trà rồi nè. Đó, mấy cái mương này là có tôm nhất ngắt luôn. Mấy cái mương này là lâu lâu sổ một lần là tôm càng nhóc hết cô Mười. À, cô Mười cũng thả trà rồi xuống mấy bạn. Dạ. Đâu cậu? Ăn cậu, không ẩu lộn ăn chuối. Con chuối cậu. Sao hái ta? Trời ơi, chú Dư, chú Dư. Anh Dư. Chưa bằng chú, ông không đốn đâu. Cậu. Trời ơi. Chính thấy ham luôn. Trời ơi nè. Cái này có review không? Review lại chỗ luôn. Ôi chú ra mẹ ơi. Người ta chưa, người ta xin chụp hình hà. Sao không bảo? Em ăn chị Quý. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu cho quý vị một cái dừa đặc biệt nha. Không phải ai cũng có nha, có mình nhà cậu Mười tôi có nha quý vị. Dừa ba đọt ở Bến Tre nè. Đó. Nó có ba cái đọt đó. Thấy chưa quý vị, có ba cái đọt luôn. Nè quý vị, cây dừa ba đọt nè. Lạ quá hả cậu Mười, đẹp quá. Cây dừa ba đọt có cái ổ mối chà bá bự bằng anh Dư luôn. Đó, bây giờ anh Dư leo lên cây dừa rửa nghe quý vị. Ô chú cha sa sa ra. Nó có trái luôn kìa. Trời, đánh dì riêng đó nữa đây. Em hả? Nó leo lên cái cảnh luôn. Leo ai chú Quý? Anh rửa dừa đứng xa xa ra. Đứng ngay đó khỏe không em? Đứng ở ngã ba tình luôn. Ấy là chạm rồi bốn đọt luôn. Có ba hả bà? Có đi một đọt rồi đó. Ủa bốn lần hả anh? Ừ kìa. Đó mấy bạn, nó cái camera của mình nó hơi dởm một tí nè. Bốn đọt. Đó, xích lên kia nó chẻ cái đọt này ra làm hai nữa nè các bạn. Ơi, đó. Dạ thấy rồi, em thấy anh rồi. Thấy đọt, có bốn đọt chưa? Em thấy rồi mà không biết khán giả có thấy không? Bốn đợt luôn, nó ghê luôn chứ. Trời ơi. Bốn đợt thêm một đợt nữa bảo. Rồi ok rồi xuống ha. Dạ. Bay xuống đây em chụp. Rồi bỏ đi. Đó, cái vừa bốn đợt như gì, hồi nãy tôi nói ba đợt là tôi nói bậy. Giờ thêm một đợt nữa. Tụt xuống anh từ từ thôi. Đó, ổ mối chà bá luôn nè. Này lấy về đập cho gà ăn ngon lắm. Vài trăm nó nhân nho mấy chục đó thì ra 1.000. Nữa đó anh, vậy Bảo cũng nói như theo chị Quý thôi, vậy Bảo nói gì? Thì nãy chú Sơn nói là 1.000 cái mỗi ngày. Thì nhân ra cho mấy chục cây thôi. Đúng không chú Sơn?
Một cây vậy bao nhiêu? Cái ai biết được, nó không có số cụ thể đâu. Ừ. Rồi hái dừa xong rồi bây giờ đi xuống ghe đi về. Chất ở đây. Cô bà quý bà tuột cái thang cả trời. Hên là cái thang của người ta bóng á. Chứ cái thang sần sùi là hiểu rồi hén công ơi. Ăn nữa hả? Ừ. Chín cây mà. Chín cây rồi. Rồi xuống đi. Con xuống hả? Thôi hả xuống á. Trời ơi, cái này tuột xa nữa, cũng tuột được nữa. Tôi đâu có gì. Quá, ôi trời trời ông bà ơi. Rồi ngon. Tuột hoàng mục quá, cứu tuột hoàng mục quá đẹp. Cho đầu của ta đi bây giờ. Đặt quá. Đúng rồi, hợp ra. Đó quý vị. Vậy quý ngồi bên đây nè. Dạ. Đó. Đầu ở trong. Rồi tới mẹ rồi. Xong này sao không cậu ơi? Trời ơi. Dạ. Không sâu mà gấp hai con người mình. Thiệt không? Thiệt. Thôi mình ngồi xuống. Gấp hai mình à. Cái bùn chuối nó bự hơn cậu 10 luôn nữa. Mà không giác cà tèn vậy đó. Kẹp nó quá mà. Ôi ai té mương rồi. Rồi tới tôi lên. Đỡ đỡ cậu 10 để ông xỉu. Ông lên mới khó nè. Dạ rồi. Dịnh dịnh than cho bà ngủ lên nha. Cờ cờ thôi. Dạ quầy chuối chà bá luôn. Rồi, đó. Đó cậu mời ơi. Nó chín ở trên đó mọi người. Chín trên cây luôn. Rồi xong hành trình. Lên đi luôn mọi người. Vô luôn mọi người. Hả? Mọi người đi vô luôn. Mọi người không có đi rồi vô chứ. Dạ. Con đẩy mọi người vô. Con mười nay hết bệnh chưa? Hết rồi lên cất chòi nữa kìa. Mà có giống giờ sáng đốt rồi hả? Ừ. Con mười. Hết bệnh rồi lên cất chòi nữa kìa. Dắt ra ngoài rồi quay cái đống dừa cơm rồi thấy á. Ồ cái ghế đổ luôn á. Không tới nó vô. Ôi trời. Chìm đứt chân á mọi người. Chụp ra. Cao quá đứng từ đó chụp hả? Nè. Trời ơi nặng. Trời ơi nặng. Hay ít thôi mọi người, chừng 2 kg được rồi. Mấy chị nã rồi ơi coi nè. Mấy trái vậy coi nó xấu xấu vậy chứ nó ngọt nha. Mấy thằng xấu này nó ngọt lắm. Dạ, tốt gỗ. Nó gọi là da cám á mọi người. Mà câu nhậu. À quýt mọi người tốt thiệt. Trái nào nó cũng da cám hết trời. Có nghĩa là nó ngọt không vậy nha. Nó không có đẹp nhưng mà rất là ngọt. Nó tuy tuy xấu nhưng mà trong ruột rất ngọt. Dạ. Nước đu đẩy. Nước đu đẩy. Rất ngọt. Trời ơi. Hai trái này là không chê vào đâu được luôn. Tiện. Được rồi mọi người. Được rồi mọi người ơi. Dư rồi mọi người. Nó quýt đã giống cái tắc lắm. Đâu ơi, mọi người ơi, đừng hái nữa. Ăn không hết, hái ủ cho người ăn nhiêu, hái nhiêu. Nãy rửa quýt gì không? Thích gì không? Dạ. Chùm quýt này mới đẹp không ạ? À? Mọi người hỏi sách về không? Sao trả lời? Mọi người kêu sách về đi. Đẹp đây, cho chùm quýt này đây. Quýt luôn hả? Quá đẹp cho mấy quý vị luôn. Xin cảm ơn, đẹp như mọi người luôn. Đẹp như mọi người luôn. Rồi, ẵm xuống. Ôi da. Ba chữ tôi rồi, nó chửi tôi rồi. Rồi. Cái bầy á. Rồi. Xin lỗi mọi người. Bà qua đây để quay bà rồi. Tại là ẩm mọi người á. Ẩm ba không được mà quýt bể luôn. Bể ăn luôn. Hả? Trời ơi gì ngọt. Ba đây à, con quay gì sao quay lén à. Bà ơi, bà thấy nó đưa tôi coi nè. Cái tay cứ liên tiếp liệt.
nước luôn, nước mẻ luôn, nhiều nước. Giỡn giỡn với bà rớt mẹ cái đùng quýt. Rớt gì? Rớt cái đùng quýt. Tước cái từ đó nữa. Không có rác mà dễ quay cho ăn. Nha giờ hả? Không có một họng, không có nữa, trái quýt đó mọi người. Đâu đó được từ vậy đi thôi. Trái này nè, trái này cũng bị bể luôn nè. Trời ơi, uổng cái ghê luôn trời. Đi, con ăn. Nè, con tiêu mẹ hai trái này luôn rồi. Hay quá mà. Ôi ơi, chùm quýt rất đẹp luôn mà. Bạn Dư làm bể uổng á. Hả? Con bự chửi con là gì? Ở con nhẫn mẹ, nó sao nó xấu xí mà nó ngon á ta. Da mỏng. Nó xấu xí mà nó. Cái gì mà vỏ nó xù xì quá ta. Trời ơi, cái nè. Cái gì nó thơm á. Nó đâu có đẹp đâu mà, nó cái màu rất đẹp luôn. Đó, bà qua bà sách không sách chậm qua bà trước coi. Thơm quá. Trời sả lát quá. Này ngọt quá anh ơi. Thử đi, ngọt chua lẹ lắm mà. Ừ. Để lấy tôi bủ ra tấm đây. Được rồi, được rồi. Ngọt hết chưa? Ngọt. Bụng đó là gì? Đây, tại sao mình biết nó là vừa xin thiệt vừa xin giả chị? Em là vừa xin thiệt. Mà sao mình biết được? Trái nó nè. Vông 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 vậy hả? Nó nhỏ vậy là vừa xin thiệt, còn mấy này nó bị lai nè. Mà vừa xin thiệt là ngon nhất phải không? Ừ. Nó ngọt hay sao? Nó ngọt, mà nó ngọt ấy mà nó nước nó ít. Thì mình uống vậy nó đã, còn mấy người thành phố rồi người ta uống mấy vừa này nè. Tao thấy bự phải không? Nước nhiều. Còn mình uống vậy nó mới ngon phải không? Đây là vừa xin thiệt nè quý vị. Nó đẹp. Đó, nó ngon ngon. Đó, thôi mình uống cái đó đi. Đứa con trai. Nè bụi dưới đây nè. Bụi hai trái nè. Rồi, mình lôi hai trái đó mình xin đi. Không phải này nè mấy cậu trái. Mười, ba trái. Cái này ngon nè. Nè, vừa xin thiệt nè, giờ đây. Đó, sáng giờ cậu Mười ổng gom được như đây nữa cái gì? Bên kia nữa, với hồi nãy bên sông nọ nữa. Đó, được như vậy đó. Mai gom. Rồi chặt cái dừa uống. Bảo lên giao chị bảo. Rồi xin phép review một trái dừa xiêm hí. Dừa xiêm rặt nghe quý vị. Đó. Cho ông bảo một trái trước đi. Một đống dừa nè, ai muốn uống gì uống. Con em uống hoài hả? Ừ. Uống ngán chưa con? Ngán lắm rồi. Dừa xiêm á các bạn. Mình uống thì nó mát nhưng mà đừng có uống thường xuyên. Uống thường xuyên sẽ bị dễ bị loãng máu. Trời dừa ngon ghê. Nè bảo. Con muốn hả? Thôi em muốn hoài. Ừ vậy đưa đây cô uống. Cảm ơn, xin cảm ơn. Ngọt bệnh tình lắm không? Ngọt quá. Hay thôi, quá. Ngọt bệnh tình thì đừng ngọt. Ngọt nhất nhất thì ngọt bậy đó. Uống đi chị. Gia đình hạnh phúc. Ừ, uống đi cho gia đình hạnh phúc. Nó bảo. Ừ. Hạnh phúc không? Dù nó có ga nữa. Tại vì nó hơi cứng cại à. Ừ. Cái này có sóc gì đó, cho nó ăn được. Cho nó sóc kìa. Rồi me nữa. Me sinh sóc của cưng á. Bảo. Thấy chưa? Thấy chú ý mày thăm sâu chưa? Dù này lai dứa rồi. Là có mùi thơm của dứa phải không? Rồi. Video clip của Gác Bếp Miền Tây đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn bữa sau. Bữa sau chị Quý chỉ đi bồi bùng. Các bạn cùng theo dõi nha. Bồi bùng đó. Không biết bả bồi bùng hay bùng bồi bả nữa. Bye bye đi, see you again. Bye bye, giờ lấy nước dừa tắm. Được quá. Được lắm, vừa rẻ đó, tắm đi. Rồi vô trong ông mượn nhận đầu luôn. Vô thôi. Vô. Có rỗng không? Có không? Con chim rỗng không? Bỏ chụp đi. Ô này chim sâu gì vậy Bảo ơi? Có không Bảo? Sắp nước về xài hả bác Mười? Dạ. Nước này nước giếng ngọt nha quý vị. Bác Mười sắp xa không? Sắp về nhà? Dạ.
Mấy năm rồi bác Mười? Trời ơi. Dạ. Giếng này mà cái giếng này là giếng cả xóm cùng xài hả? Dạ, mời con xách thùng qua, con xách nước. Mọi người cũng còn khỏe quá hen. Mọi người năm nay nhiêu rồi? Dạ, sao mấy? 64. 64 mà còn khỏe quá hen, xách 2 thùng nước luôn. Ngày xách mấy thùng mà mọi người? Ba bắt 10 dạ. Trời ơi. Tập thể dục luôn. Một cái điều ngộ nha quý vị, hai cái giếng sát bên nhau nè đó, nhưng mà một cái ngọt một cái thì không ngọt đó, cái không ngọt người ta đậy lại, còn cái ngọt để dở ra để dùng đó. Cái này nó không ngọt nè, đậy lại nè đó. Cách nhau một xíu mà ngộ thiệt chứ.